Hello, lại là em Milo bán nhà Bình Chánh. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị một đôi nhà song sinh, vị trí nằm tại đường số 1 tại khu công nghiệp Cầu Tràm. Ở đây thì quý cô chú anh chị mình di chuyển ra chợ Trung Thành, đường Ninh Thiên Đức Thiện nối dài và khu đô thị 561, 562 chỉ 1 km di chuyển thôi. Đây là căn nhà song sinh mà em muốn giới thiệu cho quý cô chú anh chị. Một căn nhà là thiết kế gồm một trệt, một lầu. Thiết kế theo dạng máy hợp, gồm một phòng khách, một phòng bếp, 3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh và một phòng thờ. Căn nhà này thì có hai chủ màu, tông màu là màu xanh và màu vàng. Em xin được giới thiệu căn ngoài màu vàng cho quý cô chú anh chị. Trước khi vô nhà thì em xin được giới thiệu đường này, bên em đã bê tông hóa, đường rất là rộng và đã có cống thoát nước, thuận tiện như việc sau này mưa bão nước không tràn lên. Căn nhà này thì xe ô tô 7 chỗ vô được tới nhà. Đây quý cô chú anh chị cũng thấy, bậc cầu thang đây, bậc thềm rồi đi lên căn nhà. Trước khi vô căn nhà thì em xin được giới thiệu là căn nhà này nó đã làm cho mình là hai cái cột, và ở trên có một hai cái đèn lồng rất là sáng. Cửa là cửa sắt 4 cánh hợp sơn tĩnh điện, khắc cho mình chi tiết là chống đồng. Màu sơn cho mình màu đen, sau này là chống rỉ sét. Đây quý cô chú, gạch là gạch chân trượt để mình sau này mình dắt xe hơi lên rất là dễ dàng. Mình cũng có thể bỏ xe máy ở đây 4-5 chiếc, rất là vô tư. Ở bên này thì làm cho mình một cái ống nước để thuận tiện cho việc sau này mình gắn ống nước mình rửa xe, xe hơi, xe đạp vậy mình rửa cũng được hết. Bề mặt dựng của căn nhà là ướp cho mình là lớp gạch từ dưới lên trơn. Ở trên thì cũng có điện cho mình, cũng có một cái đèn cho mình. Tiếp theo là tiến vào bên trong là cửa nhôm sinh pha và kính cường lực, cửa 4 cánh luôn nha quý cô chú anh chị, rất là rộng rãi. Gạch là coi trong căn nhà này là gạch 4 bóng kính 80 cm. Căn nhà này đi cho mình tông màu trắng, trần là trần giật hợp, chứa đèn lọt, đèn chùm chiếu sáng và đèn lon khắp căn nhà này. Căn nhà này thì bên em đã tặng cho mình là một bộ ghế sofa, một cái bàn nhỏ nhỏ và một cái kệ sau này mình gắn tivi, để tivi lên rất là dễ dàng. Ở đây thì điểm nhấn của căn nhà là một cái đồng hồ, quý cô chú anh chị cũng thấy rất là dễ thương, hình bông hoa. Bên tay phải của em là một bức tranh nhỏ nhỏ, một bức tranh một đàn vịt và những con hươu rất là mát mẻ. Dưới cái hốc cầu thang này thì bên em cũng đã làm cho mình ở đây thì sau này quý cô chú anh chị mình có thể đặt sách nè, sách rượu nè, hoặc là những cái cây nho nhỏ rất là đẹp. Đây quý cô chú anh chị, ở đây cũng có hai cái cây cho mình, thiết gia chủ thiết kế cho mình rất chu đáo, rồi cũng đã có hai cái cây cho mình nè, hai cái chậu cây. Đây tiến vào bên trong em xin được giới thiệu, ở đây thì phòng ngủ có, ở phòng ngủ ở dưới luôn. Đây quý cô chú anh chị, mời em xin dẫn quý cô chú anh chị vô xem phòng này. Thì quý cô chú anh chị cũng thấy nó thuận tiện cho việc là mình có người lớn tuổi mình ở, thuận tiện không cho việc leo lầu. Trần vẫn là trần thạch cao, chứa đèn lon và đèn chùm chiếu sáng khắp nhà, dây điện đã âm tường, thuận tiện cho việc sau này mình lắp máy lạnh rất là tốt. Căn phòng này rộng tầm 5 đến 10 m² mà rất rộng rãi. Ở đây thì gia chủ cũng đã gắn cho mình là một cái chỗ này, sau này mình thuận tiện cho mình lắp tranh vô rất là đẹp. Mấy cái tường viền này nữa gia chủ cũng đã mạ vàng cho mình, nhìn rất là phong thủy và sang trọng. Tiến vào một bên trong là một căn phòng không thể thiếu của quý chị em phụ nữ, một căn phòng bếp. Bề mặt tiếp xúc bếp và lớp cho mình lớp đá hoa cương từ dưới lên trên và đi bếp là hình chữ L, có bồn rửa chén 3.4 L, nước thì cũng rất là mạnh nha quý cô chú anh chị. Ở đây thì cũng đã ráp gắn cho mình là gạch trơn tường, sau này mình quý cô chú quý chị em phụ nữ mình làm bếp đồ nó dầu mỡ cái văng lên thì mình lau chùi rất là dễ dàng. Bên đây thì gia chủ cũng đã lắp cho mình là một bộ gương nhìn rất là đẹp. Trần vẫn là trần thạch cao giật hợp, chứa đèn chùm 3 màu chiếu sáng cho mình khắp nhà luôn. Này quý cô chú anh chị thấy ở đây thì cũng rất là nhiều PVC giả gỗ, gia chủ đã rất là chu đáo đã gấp lắp cho mình rất là nhiều. Và ở đây thì em quên được giới thiệu là cũng có một cái kệ tủ bếp trên và một cái kệ tủ bếp dưới rất là đẹp, và đây là gỗ công nghiệp. Tiến vào khoảng không gian cuối cùng của phòng đầu tiên này, đây là một cái phòng vệ sinh, gạch đã lên men, ướp lên men từ dưới lên trên. Công dụng vẫn như lavabo, bồn rửa mặt, vòi sen, và gia chủ đã lắp cho mình là mái che và hàng rào.
nó che vào hàng rào rất là rộng rãi. Tiến vào bên trên, trước khi mình lên cầu thang thì em xin được giới thiệu, gia chủ ở đây thì cũng đã lắp cho mình là một bức tranh có một con sông. Căn nhà này, vì căn nhà này nằm hướng nam, gia chủ lắp cho mình rất là nhiều sông và mát mẻ. Em hiện tại em đang quay là 11 giờ trưa nhưng mà rất là thời tiết rất là mát. Căn nhà này chính hướng chính xác là hướng nam nha quý cô chú anh chị. Bề mặt tiếp xúc cầu thang là ướp cho mình lớp đá hoa cương. Tay vịn cầu thang là gỗ công nghiệp và kính cường lực lên từ dưới lên trên rất là chắc chắn. Đây quý cô chú anh chị cũng thấy bề mặt tiếp xúc cầu thang á, mình đi lên rất là dễ dàng. Lớp đá hoa cương này thì nó mạ đen cho mình. Tiến vào bên trên phòng 1, em xin được giới thiệu cái phòng ngủ đầu tiên của căn gia đình mình. Phòng ngủ thứ hai của gia đình mình. Phòng ngủ này thì thuận tiện cho việc con em mình phát triển một mình, nó có thể ở riêng. Trần vẫn là trần giật hợp dưới đèn lồng, trần giật hợp thạch cao, gạch vẫn là gạch 80 cm. Có chứa đèn cho mình là đèn lon và đèn ngủ luôn, tường âm điện sau này thuận tiện cho việc mình lắp máy lạnh vô. Cửa vẫn là cửa nhôm sinh pha và kính chống mờ, rất là đẹp, rất là riêng tư. Tiến vào căn phòng thứ hai thì căn phòng này có thể nói là căn phòng rộng nhất trong căn nhà này. Phòng này có phòng master luôn nha quý cô chú anh chị. Phòng này thì mình có thể sử dụng cho đôi vợ chồng mới cưới. Trần vẫn là trần thạch cao giật hợp, công dụng thì vẫn như những phòng khác, nhưng đặc biệt phòng này có một cái phòng vệ sinh nho nhỏ cho mình. Đây quý cô chú anh chị cũng thấy gạch cũng lên men từ dưới lên trên, công dụng vẫn như là lavabo, bồn rửa mặt, vòi sen, rất là đẹp. Giữa cái phần cầu thang này thì cũng có lắp, gia chủ cũng đã lắp cho mình là một cái nhà vệ sinh tiếp theo. Căn nhà này tới 3 phòng vệ sinh lận nên mình di chuyển đi vệ sinh rất là dễ dàng. Gạch vẫn lên men từ dưới lên trên và lắp cho mình một cái kính chống mờ rất là an toàn. Khổ không gian cuối cùng của căn nhà này mình gọi là phòng thờ, nhưng mà nếu gia đình mình đông mình có thể sử dụng làm phòng ngủ cho con em mình. Đây quý cô chú anh chị cũng thấy cũng khá là rộng rãi. Gạch lên men cũng từ dưới lên trên. Trần là trần thạch cao, chứa đèn lon chiếu sáng khắp căn nhà này cho mình. Ở đây thì có cho mình là view ban công. Mở cửa ra là quý cô chú anh chị cũng thấy ban công rất là mát. Gia chủ cũng đã lắp cho mình là khoảng 4-3 cái chậu hoa và rất là nhiều cây ở đây. Nhà này hướng nam nha quý cô chú anh chị. Đây mật độ dân cư ở đây thì cũng đã mọc lên rất là nhiều cây xanh san sát. Nhà thì rất là mát mẻ hướng nam. Xuống dưới đây thì em xin được báo giá và kết thúc lại video này. Vừa rồi em đã giới thiệu cho quý cô chú anh chị đi tham quan một vòng căn nhà này. Một căn nhà thiết kế là diện tích là 5x20. Thiết kế là một trệt một lầu gồm một phòng khách, một phòng bếp, 3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh và một phòng thờ, thiết kế theo dạng máy hợp. Căn nhà này vị trí chính xác là nằm tại trục đường số 1 của khu công nghiệp Cầu Tràm. Ở đây thì quý cô chú anh chị mình đi ra chợ Trung Thành, chợ Trung Thành, khu đô thị 561, 562, chỉ 1 km chỉ xe máy thôi. Giá chính xác của căn nhà này là 2,7 tỷ. Nếu quý cô chú anh chị này thấy cái video này hay thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một comment ở dưới để em ra những video tốt hơn cho quý cô chú anh chị xem. Em xin cảm ơn.